Thương tín, sau tất cả, tôi ước muốn có cuộc sống bình thường. Sau một thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ, Thương tín hiện đã về quê sinh sống, ông đã chia tay người vợ thứ tư, ít liên lạc với con gái. Chia sẻ với báo điện tử VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết vừa tới thăm và gặp gỡ Thương tín, tại nhà riêng ở Phan Giang, Ninh Thuận. Theo đó, Thương tín hiện đang sống tại nhà mẹ ruột và được em gái chăm sóc mỗi ngày. Căn phòng của Thương tín đang ở dù hơi nhỏ nhưng sáng sủa, gọn gàng. Em gái ruột vừa chăm sóc mẹ già, vừa lo tiền ăn, sinh hoạt phí cho anh trai. Đáng chú ý, diễn viên nổi tiếng một thời cho biết đã chia tay vợ trẻ kém 32 tuổi. Khi được hỏi lý do chia tay, Thương Tín giải thích tại thấy không vui nữa, cứ gặp là không được vui vẻ. Ông cũng tiết lộ đã lâu không gặp con gái. Thương Tín nói thêm, ông mong có sâu diễn để có thu nhập trang trải cuộc sống. Nam diễn viên khẳng định ông vẫn hát được dù không biết có đủ hay với khán giả không. Sau tất cả, tôi ước muốn có cuộc sống bình thường như mọi người xung quanh. Tôi không muốn gì hơn nữa. Tôi hiểu hoàn cảnh của tôi hiện giờ khó khăn, không được như xưa. Do đó, tôi dọn về ở cùng mẹ, nhân tiện chăm sóc mẹ, thương tín chia sẻ. Khi nhạc sĩ Tô Hiếu chất vấn việc tự ý bỏ sâu hát đám cưới ở tỉnh Tiền Giang vào tháng 5 vừa qua, thương tín nhận lỗi, do không có tiền đặt xe và không có điện thoại để liên lạc, ông đành chấp nhận mất uy tín. Thời gian qua, có thông tin thương tín tố nhạc sĩ Tô Hiếu ăn chặn cát-xê, để ông sống tại nhà xưởng tồi tàn. Sau đó, nhạc sĩ Tô Hiếu đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và thương tín, làm rõ thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của mình. Trong cuộc trò chuyện, thương tín phủ nhận chuyện Tô Hiếu ăn chặn tiền của mình và khẳng định anh luôn mang ơn đàn em. Sau ồn ào, nhạc sĩ Tô Hiếu kiên quyết không tiếp tục hỗ trợ chỗ ở và sinh hoạt phí cho thương tín. Tuy nhiên anh vẫn đưa thương tín lên xe trở về quê nhà từ đầu tháng 4 năm 2024. Sau mọi chuyện, nam nhạc sĩ quyết định sẽ bỏ qua cho thương tín. Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ dù thương tín về quê, anh vẫn giữ kết nối và hỗ trợ nam diễn viên những lúc cần. Tuy nhiên trong thời gian tới, anh sẽ không nhận sâu hát cho thương tín vì không đảm bảo. Diễn viên thương tín bén duyên với nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đóng phim đến nay, ông tham gia hơn 200 bộ phim điện ảnh. Ở thập niên 1980, nghệ sĩ thương tín xứng danh tài tử số 1 với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và thường xuyên đóng vai nam chính trong các bộ phim truyền hình. Một số vai diễn nổi bật của nam nghệ sĩ có thể kể đến như vai thiếu tá lưu kỳ vọng trong ván bài lật ngửa, tướng cướp bạch hải đường trong săn bắt cướp, sáu tâm trong biệt động Sài Gòn, từng có trong tay cuộc sống ai, cũng phải mơ nhưng nghệ sĩ thương tín lại để mất hết tất cả. Tháng 2 năm 2021, thương tín bị đột quỵ nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Tuy vậy, số tiền này sau đó cũng không khiến cuộc sống của nam diễn viên thay đổi. Có thời gian, Thương Tín thuê nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe. Những năm qua, ông được nhạc sĩ Tô Hiếu mời về nhà, giúp nhận show đi hát. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi xuất diễn. Ông cũng được Tô Hiếu hỗ trợ thực hiện một dự án phim sitcom và MVK nhạc để thỏa mãn đam mê. Tuy nhiên, sau ồn ào tố đàn em lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát xe tô hiếu quyết định ngừng hỗ trợ